Đó, là khi anh em mà đấu một buồng đốt hai tia lửa thì dễ ẹt rồi đúng không? Mình đã hướng dẫn anh em ở rất nhiều clip trước rồi. Giờ mình sẽ đánh nè, em nói nè. Nếu mà đấu hai sợi dây đen này lại với nhau để làm hai chấu thôi, có nghĩa là đánh qua đánh lại thôi nha. Thì nó sẽ như thế nào? Thì mình thử luôn cho anh em ngay lúc này luôn nha, mình thử ngay lúc này cho anh em xem luôn nha. Đánh bình thường, đánh mạnh luôn. Đánh nè. Cái bàn đánh anh em thấy không? Mình có thể câu ra đánh hai buồng đốt cùng lúc nhé. Chào tất cả anh em YouTube nhé. Thì đêm khuya rồi mình tranh thủ làm một cái clip đăng cho anh em xem. Thời gian vừa rồi thì mình bận làm mấy clip về chế cháo anh em. Mình quay mấy clip về chế cháo như là bằng đồ gỗ hay là chế cháo về máy móc này, máy cưa lộng này, máy khoan bàn này, máy cắt bàn này, rồi mình chế rất là nhiều máy tiện nữa. Trong series đồ chế của mình á, thì trong đó nó sẽ có những cái về dính dáng tới IC này, dính tới IC này, dính tới các loại van này, và những cái lò xo, hoặc là nói chung là rất là nhiều, nội dung rất là rộng. Thì hiện tại là đêm khuya mình không có thể đêm đêm hôm á thì không có thể mở máy là cắt khoan rồi được. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip nghiệm vui thôi, nói về IC nhé. Mình sẽ có những cái hộp pin để mình đấu và mình test thử cho anh em xem, như là pin pin tiểu nè, pin tiểu hai pin nè, ví dụ như là pin tiểu hai pin nè, ví dụ như là pin 3,7V đấu IC 12 kV nè. Hôm nay đặc biệt là mình nói về cái IC 12 kV thôi nha anh em nha. Ở đây mình có đấu một bộ trước nè. Okay. Trong clip này á, thì có những anh em là gọi điện hỏi mình á, thì muốn thay cho bếp ga mà hai buồng đốt á, thì đấu công tắc như thế nào? Đấu cách như thế nào? Thì nói chung á, anh em phải đấu theo cái mô hình cũ của nó thôi. Chẳng hạn như là tháo trong đó ra như thế nào thì mình sẽ đấu lại y như vậy. Còn nếu trong trường hợp mà mấy cái dây bắt lửa mà nó bị hư rồi á, thì anh em phải chế lại nha. Chế lại thì chế như thế nào thì xíu mình sẽ nói kỹ hơn nhé. Ở đây nó có hộp pin hai pin nè, hộp pin ba pin, pin 4 pin. Nói chung là có pin tiểu có pin lớn nha. Mình sẽ thử nghiệm hết tất cả các mẫu. Mình sẽ bỏ ra đây 4 cái IC để thử 4 loại nha. Ví dụ như là hên xui những cái công suất lớn có thể nó sẽ bị cháy nè. Nói chung là quay clip cho anh em xem mà nó bị cháy á, thì nói chung là đã làm clip là mình phải đầu tư nha. Ok. Đầu tiên là anh em sẽ nhận được một cái IC như thế này. Ví dụ như anh em mua cái IC 0 thôi á. IC 0 thôi thì nó sẽ có 5 sợi dây chính nè. Hai cái dây đen to nha, hai cái dây đen to nha, và hai cái dây đỏ đen nằm trong một bọc nha, nằm trong một bọc nha, và ba sợi xanh vàng đen nằm riêng đó nhé. Cái này nó nằm bọc như bọc riêng nhé. Thì khi mà anh em mua như thế này á thì mình sẽ dán mấy cái đầu này lại nè, rồi dán mấy cái đầu dây đánh này nè, mình dán thành cụm á để mình thử cho anh em, để mình đập thử pin cho anh em nhận y nguyên như vậy luôn nhé. Anh em nhận nguyên như vậy luôn. Nếu anh em mua cái IC này không thôi nhá. Ví dụ như anh em mà có gọi họ mua hàng nói em mua cái IC không, hoặc là em mua bộ đấu sẵn vào pin nào đó, thì nó sẽ có giá của nó. Nhưng mà ở đây thì nói chung là mình sẽ không có giá nha, tại vì clip mang tính là mình làm thí nghiệm thôi. Thí nghiệm nhé. Đầu tiên thì cái mình nói sơ về cái IC này á, 12 kV nè. Loại sắc nét nha, chứ cái này nó có nhiều mẫu lắm á, có loại nó dán logo ở đây, chữ mực ở đây. Cái loại đó thì nó rẻ tiền hơn rất nhiều. Có nhiều người họ mua về họ lột cái đó đi để họ nhái cái này, nhưng mà thực ra là cái logo này anh em nhìn kỹ logo nhé. Đó, hàng này là nó bền lắm, nó xịn lắm, mình nhập về mình bán nhiều năm lắm rồi. Có những clip là lên cả mấy trăm ngàn view rồi. Ok, đây là bộ đấu hai pin nhé. Thực ra thì công suất của nó một pin thôi, một pin là ổn rồi, một pin là đánh rồi nhé, một pin là đánh ngon rồi. Nhưng mà làm hai pin là tại vì anh em thấy không, 1,5 hai pin nó cũng mới có 3V thôi. Tại vì mình có thử qua nè, đấu một cái pin 3,7V này nè, không cháy anh em, không cháy nha. Xíu nữa mình sẽ đấu thử cho anh em xem. Đấu thử nó không có cháy nha. Rồi. Nên mình bỏ cái này ra nha. Bỏ cái này ra nhé. Là bây giờ mình sẽ đấu lại bộ mới, anh em xem cái cách đấu nhé. Công tắc này. Khi mà mình lắp công tắc cho anh em là mình đã có làm dây này. Coi nhé, ống co nhiệt, chính xác là ống co nhiệt. Ok, mình đấu là đấu công tắc này. Và đặc biệt những cái mẫu hộp ở đây á,
đấu pin tiểu á thì nó có cả công tắc này. À, không, không không đánh nha, bật lên mình đánh này. Ok, mình bỏ bộ này ra nhé. Tiếp theo là mình thử vào cái pin 3 pin tiểu nha. 3 pin tiểu là nó mới 4,5V thôi anh em. 4,5V nhé. Ở đây mình chuẩn bị sẵn này để mình thử cho anh em. 3 pin tiểu nha. Hoặc 3 pin tiểu anh em, hoặc 3 pin tiểu. Thì nó cũng có công tắc y về luôn nhé. Thì ở đây mình sẽ không gắn cái công tắc này vào nữa, mà mình chập trực tiếp luôn, nó đánh là nó đánh nha, nó không đánh là coi như nó cháy nha anh em. Tại vì ở đây có hai cái IC mình làm sẵn này, là mình đã test thử rồi, đánh ok rồi, nên là nếu mà bây giờ mà nó không đánh là coi như nó cháy nha. Nó cháy thì dễ biết lắm anh em, biết không, cầm cái này lên ngửi nè, cầm cái này lên ngửi nè, là nó thơm cái mùi lạ lắm, mùi đặc trưng anh em nha, mùi dây điện cháy. Rồi, ok, như vậy là cái này ra đi nhé. Như vậy là cái này ra đi. Ok, ra đi rồi nè, ra đi rồi. Một cái IC ra đi rồi. Vứt ra nhé anh em. Rồi, vứt ra này. Bây giờ còn cái này là một cái còn nguyên này nhé. Thì trong những cái clip trước là mình có đấu vô pin này rồi, đấu một cuộc nha và đánh rất ok và có tia lửa dài hơn và sáng hơn. Nói chung là mình sẽ làm lại để anh em thấy nhé, mình sẽ làm lại đi. Mình sẽ làm lại để anh em thấy nha. Ba cục pin này tương đương với 4,5V, 4,5V cháy nha anh em, cháy nha. Trước đây mình cũng có đấu thử một lần ba cục như thế này nhưng mà nó không cháy, mà nó đánh được mấy bữa nó cháy nha. Mà bữa nay kêu vô cháy luôn. Nó hên xui nè, có thể là được lần trước là mình nhặt mấy cục pin có pin hết ở trong nữa. Nói chung là pin cũ được, tức là còn cái này là trong bị pin mới khui ra, khả năng là nó cháy nha, hoặc là nó nếu mà nó không cháy, nếu mà nó không cháy cũng vài ngày nó cháy. Còn đặc biệt là cái pin này nè, mình có làm và sử dụng rồi, ok không cháy anh em nha, mà sử dụng được rất lâu, tại vì đấu vô công tắc này nè, bấm nhả nha. Trong trường hợp anh em bấm dí lâu rồi nè, là nó cháy luôn đó, trong trường hợp đó là nó cháy nha. Ở đây thì mình sẽ thử luôn cục này, khả năng là nó cháy chắc rồi nè, khả năng là cháy chắc rồi, tại vì ở đây 4,5V mà nó cháy nha, cục này chắc chắn không cháy nè, nhưng mà hai cục này khả năng cháy nè, biết cháy mà vẫn làm thử cho anh em xem nhé, biết cháy vẫn làm thử cho anh em xem, ok nhé, cháy, ok, cháy anh em nha, vứt ra nè. Ok. Cháy, cái này tháo ra nha anh em. Hai cái này mà nó chập vô nó cháy luôn cả cái này nha, cháy luôn cả cái này. Tại vì sao? Tại vì sao mà mình gửi đi mình phải làm kỹ như thế này cho anh em nè. Mình gửi đi mình phải làm kỹ như thế này cho anh em nè. Nè, dán cái xài cái ống đo nhiệt này dán kỹ cho anh em nè, tại vì nếu mà không làm cái này á, khi mà vận chuyển á mà hên xui cái dây này nè mà nó chọc vào cái chỗ công tắc này nè, là nó sẽ dẫn tới là cháy cả cái pin này, là nó lúc đó nó bị chập hai mạch lại với nhau á, nó sẽ cháy cái hộp pin này, cháy hết mấy cái đoạn này, cháy dây điện là cháy luôn cả cái hộp hàng, là nó cháy luôn cái xe hàng của người ta nhé. Nên là làm phải làm rất là kỹ nè, không có để mấy cái mối điện này nó hở ra mà hên xui thôi, chứ nó trường hợp xui thì nó bị chập vào đây thì giống như là hai mạch nó dính lại với nhau, giống như cái nguyên lý máy hàng anh em, nguyên lý máy hàng vậy đó, nó bị đỏ mạch đó nha, là nó cháy nha. Ui, sạc lửa anh em nha, cái này chập lại sạc lửa nha. Hôm nào mình sẽ làm cái clip về chế máy hàng cho anh em xem. Chế máy hàng cho anh em xem nhé. Chế máy hàng 12V thôi. 12V thì có thể là chế từ ba cục pin này. Chế từ ba cục pin này hoặc là chế từ cái bình 12V nhé. Ok, cháy hai cái IC rồi anh em ơi. Tiếp theo là mình sẽ đấu vào cái này nhé. Ok. Và theo mình nghĩ là cái hộp 4 pin tiểu này không cần phải thử nữa. Không cần phải thử nữa anh em nha, thử nữa thì cháy ngay nữa. Ok, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn kỹ anh em nè, để anh em về đấu nè. Sau khi mà thử cái pin này á, mình sẽ làm tiếp cái thí nghiệm kế tiếp là đấu để cho nó đánh ra nhiều tia nhé.
nhiều tia rời rạc á, có thể là đánh nhiều bùng đốt á. Thay vì là đánh hai tia lửa cùng một bùng đốt thì có thể là mình sẽ đánh nhiều tia cùng một bùng đốt thử xem có được không. Giống như là anh em mà lắp vô bếp ga nhé, lắp vô bếp ga mà hai bùng đốt nha, thì lúc đó là hai bùng khác nhau rồi, hai bên khác nhau. Chẳng hạn như bên này một cái dĩa nấu, bên này cái dĩa nấu nha, là nó sẽ khác nhau rồi. Lúc đó nó có thể đánh cùng lúc hai bên hay không nhé, giờ anh em chế thôi. Chứ còn thực ra nếu như mà cái bếp nào mà nó hư cái cục này thì mình chỉ mua về mình đấu lại đúng cái mặt cũ là xong nhé. Như anh em điện tới hỏi mình, nhưng mà thực sự là do cái đó nó hư mất cái tim đánh lửa anh em, nó hư mất. Thì mình có hướng dẫn như thế nào anh em cũng không không có làm được, tại vì nó hư rồi anh em buộc phải chế thôi. Anh em sẽ ba cái dây này nè, ba dây này nè anh em quấn thành một cụm nha, hai cái này nè. Thì lúc lúc mấy clip trước á thì mình cũng có hướng dẫn anh em nè, khi mà nó có ba chùm nè, thì cái chùm ba ở giữa nè, ba sợi vàng xanh đen, ở giữa cái sợi dây đen là sợi dây mát nha. Hai sợi đen hai bên nó sẽ đánh vào cái chùm ba này nha, và cái chùm ba này là không được tách rời nha, tách rời ra là nó sẽ không đánh một bên nhé. Có nghĩa là nguyên lý của nó là một sợi dây đen này nó bắt cặp một sợi dây xanh, sợi dây đen to bắt cặp sợi dây vàng. Nếu mà sợi dây đen nhỏ này nè nó trụng vào hai sợi dây ở giữa thì hai tia lửa nó đánh cùng lúc là nó sẽ đánh ra được hai tia lửa. Còn nếu mà sợi dây đen này đụng vào sợi dây xanh á thì nó sẽ đánh cái cặp ở bên dây vàng, và sợi dây đen này đụng dây vàng thì nó sẽ đánh cái cặp bên dây xanh. Đó, nguyên lý của nó là nó đánh hai bùng đốt là như vậy, nên là cái tắc bật này đó là nó nguyên lý nó như vậy nha. Ok, mình sẽ cắt hai cái dây pin ra luôn, cắt hai dây pin để mình đấu nó nha. Hy sinh hai cái IC cho anh em xem rồi, anh em nhớ là bình luận và like clip cho mình nhé. Ai chưa đăng ký kênh cho mình nhé. Tiếp theo là mình sẽ đấu thử vào đây nhé. Cái này thì anh em để ý nè, một xíu mình sẽ cho anh em xem hai cái tia lửa, một cái là 3V, một cái 3,7V, nó sẽ có khác như thế nào, và một cái là 1,5V nó sẽ khác nhau như thế nào nhé, cho anh em so sánh nhé. Ok, anh em thấy không, đánh rất là ngon luôn. Tia lửa sáng hơn rất là nhiều mà đánh lanh lắm, đánh nhanh lắm. Mình sẽ tách ra cho nó xa ra cho anh em xem. Nó xa ra một phân mấy vẫn đánh bình thường anh em nha. Đó là cái 3,7V á, công suất 1,5, gắn 3,7 không cháy anh em nha, gắn 4,5 thì hên xui. Cái pin đó nó đủ 4,5 thì nó sẽ cháy, mà nó không đủ 4,5 thì nó có thể một hai bữa nó cháy nha. Một hai bữa hoặc là 5 6 bữa gì đó, nói chung là hên xui tùy theo cái, tại vì nó làm lúc nào nó cũng cũng không có chuẩn một cái giống nhau hết, 100 cái giống nhau hết được. Nè, mình tách ra nè, ba tia ở rất là xa. Đó là 3,7V, đấu vô công suất 1,5V nhé, không hề cháy nha anh em nha. Ổn luôn rồi khác. Ok. Như vậy thì mình đã thử nghiệm xong là cái 1,5V. Mình tháo cái này ra mình thử cho anh em xem cái tia lửa 1,5V. 1,5V thì nó vẫn đánh nhưng mà nó đánh nhẹ nhàng lắm nè. Anh em dòm nha. Đó, nó đánh một tia ở xa quá nó không đánh tới. À, lâu lâu nó mới sạc thôi, anh em thấy không? Có nghĩa là công suất 1,5V nó đánh rất ổn nha. Cái này là đặc biệt không cháy nha. Đánh khi nào hết pin thôi nè, nó chỉ đánh một tia kia ở xa hơi xa, lâu lâu nó nẻ cái thôi. Anh em thấy không? Tất nhiên là 1,5 thì phải yếu hơn 3,7 rồi đúng không? Và anh em xem cái tia lửa 3V. 3V thì nó sẽ mạnh hơn 1,5V và yếu hơn 3,7 là bình thường đúng không? Đúng không? Cái đó thì quá dễ hiểu rồi đúng không? 4,5V là hên xui cháy không cháy nha, chứ không phải là chắc chắn là cháy nha. Hên xui cháy cháy nha. Là như thế thì mình đấu, nếu mà đấu 4 viên pin vào đây thì nó sẽ là 6V. 6V là chắc chắn cháy anh em nha. Giống như là mình đấu hai cục pin này với đấu hai cục pin này thì nó 3,7, 3,7 nó là 7,4 nha, 7,4V là chắc chắn cháy nha. Chắc chắn cháy nha. Có nghĩa là mình có giải thích cho anh em cái công suất của nó 1,5V, khi anh em làm quá công suất lên thì quá vừa phải là quá gấp đôi. Quá 3,7 là có thể là quá gấp đôi, hơn gấp đôi rồi nhé. Nhưng mà anh em quá gấp 3 đi. Quá gấp 3 thì hên xui nhé. Hên xui nó cháy nha. Như cái của mình là cháy rồi đó. Nhưng mà đợt trước á mình đấu thử nó không cháy. Đấu thử nó không cháy, mấy bữa nó không cháy nha. Thực tế thì nếu như mà nó đã không cháy thì nó cũng khó cháy lắm, tại vì nếu mà anh em sử dụng công tắc này nè. Bấm cái buông. Trừ khi anh em dí tạt lâu nó mới cháy thôi. Đó. Còn riêng cái này nè, nó tới 7,4V, chọc phát im luôn, im hẳn luôn nhé.
im hẳn luôn, có nghĩa là nó cháy ngay lúc đầu luôn, hoặc là giỏi lắm nó được cái tạch phát là cháy luôn. Nói kỹ lại nè, anh em đấu cái công tắc này ở đâu anh em biết không? Là cái dây đỏ nè, anh em đấu ở trên cái đoạn dây đỏ này, là dây đỏ này người ta gọi là dây dương anh em, dây dương nhá, dây dương là dây dẫn điện á, còn dây đen nhỏ này nè là dây mát nhá. Thì dây dương á, khi mà nó dẫn điện nha, anh em đấu công tắc vô giữa này giống như là nó ngắt nguồn điện, hoặc anh em cũng có thể là đấu cái công tắc này ở ở bên dây mát này thì nó cũng không liền mạch, có nghĩa là khi anh em bấm nó mới liền lại thôi, bấm nó mới liền lại thôi. Nè, trong trường hợp mà anh em để ba cái đầu dây này xa mà anh em vẫn nghe đánh tập và nó bị giật nha, tại vì cái dây mát này nó không hoạt động nè, thì nó bị giật cái đâu, giật cái ngay chỗ này mà đó, nó mới giật mình xong á. Tại vì nó đánh lúc này nó đánh trong cái hộp, đánh trong cái hộp này thì nó sẽ ngược lại là cái dây, ngược lại là cái dây đen này dẫn điện nha, dây đen này dẫn điện thì nó sẽ đấm hên xui, anh em mà cầm gần cái đuôi này nó mới giật nha, anh em cầm trên đây xa nó không giật được. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra mình đấu hai buồng đốt thử xem nó như thế nào, và cái này thì mình cũng chưa thử nha anh em. Rồi ok, tại vì bây giờ á là khi anh em mà đấu một buồng đốt hai tia lửa thì dễ ẹt rồi đúng không, mình đã hướng dẫn anh em ở rất nhiều clip trước rồi. Giờ mình sẽ đánh nè, để nói nè, có một số anh em gọi hỏi mình nè, nếu mà đấu hai sợi dây đen này lại với nhau để làm hai chấu thôi, có nghĩa là đánh qua lại thôi nhé, thì nó sẽ như thế nào, thì mình thử luôn cho anh em ngay lúc này luôn nhé, mình thử ngay lúc này cho anh em xem luôn nhé. Đánh bình thường, đánh mạnh luôn, để xa quá thì nó đánh trong cái hộp nha, để gần là nó đánh anh em đó. Nhưng mà tại sao mình khuyên anh em nên đấu ba tia rời ra như vậy, đấu ba tia rời ra như vậy thì thực tế anh em chỉ mua thêm một cái con vít nữa thôi, mua thêm một con vít nữa thôi, có nghĩa là khi mà mình ở ngoài mình bắn vô á thì nó trụng đầu lại là được đúng không, nhưng mà anh em mà bắn sát vậy nè, sát vậy nè thì á nó đánh ở đâu này biết không, đánh ở ba cái đầu vít, tại vì ba đầu vít lúc đó nó gần nhau hơn, hơn ba tia này thì nó đánh ở ba đầu vít, đánh ba đầu vít là đánh ở ngoài nhé, đánh ở ngoài nè, chẳng hạn như là buồng đốt á, mình đấu xa xa chân đây nè, nhưng mà vào trong nó trụng đầu lại là được nhé, trụng đầu lại thì ba lúc đó là ba cái đầu vít là nó xa nhau nhé, xa nhau. Ok, đối với anh em mà lắp bít ga mà lắp hai buồng đốt rời rạc nhau ra thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem là lắp rời nhau ra thì nó như thế nào. Mình sẽ dùng hai cái dây này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đấu hai cái dây này vô trong cái chùm ba này, coi như chùm ba này coi như là một dây anh em nha, chùm ba này coi như là một dây luôn nha, thì lúc đó nó như thế nào, bây giờ mình sẽ cho nó bắt cặp, cho nó bắt cặp nha. Mình cho một sợi dây vàng này, anh em thấy rõ không nhỉ, bắt cặp với một sợi dây đen nha. Thử xem nếu mà mình chia làm hai buồng đốt xa nhau, anh em hiểu không, xa nhau thì nó sẽ như thế nào, nó có đánh hay không. Nếu mà nó đánh ok thì anh em hoàn toàn có thể chế vào bếp ga của mình như vậy nhé, hoặc là có thể chế là hai buồng đốt khác nhau cùng đánh một lúc nhé, hai buồng đốt khác nhau cùng đánh một lúc. Rồi ok, bây giờ mình thử nghiệm nè, bấm công tắc thử nè, hai buồng đốt khác nhau cùng đánh một lúc, anh em thấy không, hai buồng đốt khác nhau cùng đánh một lúc nè, anh em thấy không, anh em thấy không nhỉ, quên để đây mới thấy nè, dây xanh đánh nè, dây vàng đánh nè, anh em thấy không, mình có thể câu ra đánh hai buồng đốt cùng lúc nhá, hai buồng đốt khác nhau nhá, như vậy thì mình sẽ đấu vào cái bếp ga ở gia đình mình thoải mái luôn nè, có nghĩa là khi mà mình bật công tắc một phát là ga nó ra bên nào thì bên đó cháy, còn bên kia nó không ra thì kệ nó đánh không cho vui thôi nhá. Như vậy thì đã thỏa mãn được một số anh em đấu bếp ga mà hư cái bộ phận đánh lửa rồi nha. Vậy là mình đã làm xong cái thí nghiệm vào các loại pin, vào các loại công suất khác nhau nha. Đấu thử vào các loại công suất khác nhau, và tiếp theo là đấu hai buồng đốt khác nhau thì nó sẽ như thế nào á. Thì ok, đánh rất ổn nha anh em. Đánh bên này mà đánh bên này luôn, đánh bên này mà đánh bên này luôn. Có nghĩa là cái chùm ba này mình có thể chia ra để nó đánh hai buồng đốt cùng lúc nha. Cái đó thì ý tưởng anh em chế cháu. Ok, và cái nữa là mình quên, cái nữa là anh em có thể hai cái dây đen này chọc lại với nhau,
để làm hai cái thi đọc là làm hai cái thi đơn, làm một cái thi đơn thôi, không cần làm đến hai thi cùng lúc. Nhưng mà theo mình á, theo mình nhé, thì anh em nên làm nè, chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như vậy nhé, anh em làm hai tia này dính lại với nhau này. Thì như vậy cái tia lửa lúc nó đánh á, nó chỉ có tầm một phân thôi, một phân mấy thôi nhé. Nhưng mà nếu anh em làm ba tia như vậy đánh cùng lúc nha, thì nó có thể kéo lên gấp đôi nè anh em, thấy không? Cái tia lửa lúc đó nó kéo ra gấp đôi, nó kéo ra gấp đôi thì cái hiệu suất đốt cháy của nó tốt hơn nhiều chứ, đúng không? Một cái ngắn hơn, một cái dài hơn thì tất nhiên hiệu suất đốt cháy của nó phải tốt hơn, đúng không? Ok, thì xong cái clip này, anh em nào mà có lướt qua và xem thấy thì có thể là cho mình một like, một comment. Có thể là không, anh em không có nhu cầu về sản phẩm này, anh em cũng cho mình một like, một comment liên quan tới IC cho mình ha. Hoặc là có cái nhận xét, cái kinh nghiệm gì đó thì anh em cũng chia sẻ cho những anh em khác biết nhé. Để mình có cái động lực để mình làm những clip tiếp theo. Anh em mình thấy anh em coi nhiều lắm, bấm like mà không có comment gì trơn. Những cái clip mình làm cả ngày ấy, cả nói chung là mình làm mấy cưa lộng á, mình làm cả ngày luôn mới xong cái clip mà anh em xem cho anh em bấm thích thôi, không có comment gì hết, nên là cái clip nó không có được đề xuất. Clip được đề xuất thì cái clip nó lâu lên view nè. Thực ra là mấy cái clip đó là mình làm để câu view làm chơi thôi, chứ mình đâu có bán hàng gì đâu. Mà anh em nhảy vô mấy clip mình bán hàng á, thì bình luận hỏi mua hàng rồi này, mấy clip đó lại lên view nhiều. Mấy clip mình làm cho vui á thì anh em coi, anh em không có bình luận gì hết. Thì nhân đây mình nếu anh em thấy hay, anh em có thể cho mình một cái bình luận nhé. Và ai chưa đăng ký kênh giùm mình. Rồi cũng khuya rồi, mình chào cho anh em nhé. Chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Thank you.